Sếp! Anh có sao không sếp? Anh điên rồi hả? Sao phải làm vậy? Đó cũng chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà. Anh cứ để cho họ lấy đi. Sao tôi phải cho bọn họ sợi dây chuyền đó chứ? Sao phải giữ hả? À, cầm lấy đi nè. Đi mà điều trị đầu của cô đi. Anh mới là người cần được điều trị, không phải tôi. Anh nhìn đi, máu đang chảy nhiều lắm, sếp dậy đi. Im lặng giùm đi ha. Đi mà tỉ tê với chồng cô đi, không phải tôi. Sếp ra bia, chúng ta cùng nhau đi tới bệnh viện nha. Sếp cẩn thận đó. Sếp, để tôi lái xe cho sếp. Sếp, làm ơn để tôi lái xe đi sếp. Anh say thiệt rồi, không thể lái xe được đâu. Anh say rồi, anh không nên lái xe nữa. Sếp, anh có ổn không vậy? Ờ, tôi ổn. Anh không ổn chút nào hết sếp à. Chờ một chút. Sếp, sếp chờ tôi một chút nha. Xin lỗi. Sếp, xin lỗi anh, nhưng mà anh thường gặp mấy chuyện xui. Một người hay gặp tai nạn là khi anh ta không biết tại sao xảy ra. Còn tôi là người cố tình gây ra tai nạn mà. Tôi có xu hướng thách thức hết mọi thử thách. Tôi thích như vậy. Nó khiến cho tôi cảm thấy là mình đang sống. Tôi muốn đánh bại tất cả trong cuộc sống. Sếp, anh đang bị thương rồi đó, không nhẹ đâu. Anh cũng sai lắm rồi. Tôi nghĩ bây giờ anh nên về nhà đi. Phải. Nhà? Nhà tôi ở đâu ta? Nơi nào là nơi tôi cảm thấy bản thân mình thuộc về nơi đó? Nhà của tôi ở đâu? Nhà ở đâu? Nhà tôi ở đâu hả? Lẽ sống của đời tôi, ba ni của tôi đâu? Ba... Sếp, chúng ta tới nhà anh rồi. Sếp. Sếp. Ờ. Nhà của anh. Ờ, tôi biết là nhà tôi. Sếp. Ờ, không sao, tôi không say đâu. Chúa ơi, chỉ mong anh ấy có được hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân của mình, dù cho anh ấy không nhận được điều khác, vì anh ấy xứng đáng. Burger đi, danh sách khách vip đâu, đưa tôi nhanh lên. Sếp, sếp, tôi muốn nói với anh một chuyện. Không có thời gian trò chuyện đâu, Burger đi. Sếp, là việc này gấp lắm. Chúng ta phải tới nhà sếp tổng vào buổi tối, nếu không cô sẽ bị sa thải nên chúng ta không có thời gian đâu. Sếp, nếu như anh muốn sa thải tôi về việc đó thì anh có thể làm đi. Nhưng tôi không thể đợi được. Tôi phải về nhà để chuẩn bị đám cưới của tôi. Đó là đám cưới của tôi. Được. Đi đi. Nhưng tôi sẽ đảm bảo rằng cô sẽ mất công việc này như tôi đã nói. Mình phải làm sao đây? Mình phải mạo hiểm vì đám cưới mình. Nhưng Xuân Kiệt còn không nghe máy. Mình gọi từ sáng mà anh ấy không nghe máy.
Sun Kiệt, anh nghe máy đi. Hai chúng ta cần nói chuyện, việc này rất gấp. Nếu đọc tin nhắn thì gọi cho em. Xin lỗi, anh đang bận họp nên anh không thể nghe máy được. Nhưng em đang lo lắng chuyện gì vậy? Bởi vì mình sắp kết hôn với nhau. Ừ, anh thực sự rất hạnh phúc. Xong hết mọi việc ở công ty, anh sẽ trực tiếp mang đồ đám cưới tới chỗ của em. Nhưng mình nói sao đến ấy hiểu đây? Đó, biết ngay là hôm nay. Thế nào cũng có mưa mà. Con gái à, sao con ngồi đây vậy? Chưa thay đồ sao? Anh ấy đã đồng ý bà. Lẽ ra con phải hạnh phúc mới phải. Nhưng bà... Nhưng mà sao? Bà, anh ấy nhận lời trong lúc tức giận. Chứ không phải là vì anh ấy nhớ ra con. Nói bà nghe một điều thôi. Bất cứ điều gì con nói đã xảy ra với con đều có phải là sự thật không? Bà, cho dù anh ấy không nhớ ra thì điều đó không có nghĩa là không có thật. Bất cứ điều gì xảy ra giữa hai chúng con chưa bao giờ quên đi được. Tình yêu chân thành không dễ dàng quên lãng như vậy đâu. Tình yêu sẽ lấy lại mọi thứ giữa chúng con thôi. Anh bỏ việc hả? Giờ anh biết sẽ làm gì chưa? Ừ, bà của anh sở hữu rất nhiều tài sản, nhưng mà anh sẽ chẳng lấy bất cứ thứ gì. Anh sẽ làm gì đó để mà xây dựng sự nghiệp của riêng anh. Sabi à, anh đúng là điên thật rồi. Anh đang có danh tiếng và có tất cả mọi thứ, tại sao lại bỏ hết vì một cô gái hả? Tại sao chứ? Anh không biết. Trái tim anh mách bảo anh phải làm điều đó. Và quan trọng là em đã chiếm được trái tim của anh Bani à. Vậy ý anh là anh đã làm tất cả vì em sao? Anh làm là vì anh. Anh làm tất cả mọi thứ gì? Em biết, anh luôn làm theo những điều trái tim của anh mách bảo, có phải không? Hả? Phải. Và từ trước tới giờ chưa từng có ai chạm vào trái tim anh như em đã làm. Nhưng mà biết đâu sẽ có người khác sao em? Trước em thì chưa ai tồn tại, và sau em cũng không có ai hết. Không một ai trên thế giới này có thể tới gần được anh hơn em đâu. Em biết. Đây cũng chính là điều em yêu ở anh. Vì em hiểu anh mà. Tình yêu thương của anh không hề có rào cản nào hết. Đó chân thật và sâu sắc. Đôi lúc em cảm thấy yêu anh rất nhiều, nhưng em không thể ngăn cản. Mình phải suy nghĩ những điều như vậy. Chuyện gì? Thưa ngài, là chiếc xe phía trước bất ngờ tăng gấp. Sếp, để ông ấy đi đi. Xe chúng ta tự nhiên chết máy, không thể đi được nữa. Sếp à, tôi cần phải nói chuyện này với anh bây giờ. Chuyện gì hả? Hôm nay cô rảnh sao? Nè anh ơi, làm ơn tránh xe qua rồi nói sếp chuyện. Sếp, chúng ta bỏ qua đi. Mình vô quán cà phê nói đi. Làm ơn. Sếp à, tôi muốn xin sếp cho tôi được nghỉ phép 2 ngày. Tôi phải làm đám cưới. Tôi biết là mọi chuyện đã xảy ra hơi đột ngột. Chính tôi cũng bất ngờ. Vậy ra sự dây chuyền đó là cho đám cưới hả? Dạ sếp. Tôi biết là lúc đó làm phiền sếp. Tôi... Ừ, tôi biết.
Tôi biết cuộc hôn nhân vào phút chốt. Quyết định kết hôn vào phút chốt là sao? Vậy tôi có được nghỉ 2 ngày không? Cô làm gì mà cần nghỉ? Cho đám cưới mình tới 2 ngày hả? Sáng mai tôi cần cô phải ở công ty. Tôi cũng phải kết hôn. Tôi vẫn phải làm việc này việc kia nữa. Không được nghỉ. Cho nên cô cũng không. Hiểu nhưng không? Nhưng mà tôi... Nhìn đi. Cô đã giúp tôi nhiều rồi. Cho nên tôi sẽ không nói gì. Hiểu vấn đề chưa? Giờ thì cô hãy đi làm đi. Nhưng anh kết hôn, tôi đâu có giúp gì được cho anh chứ. Có điều gì tôi biết tôi đã nói hết với anh rồi. Tôi có thói quen là nói thẳng mọi điều. Lần tới mà gặp nhau, chúng ta sẽ kết hôn chứ không phải là để tranh luận như vậy. Ý tôi là chúng ta kết hôn với người khác. Simon, mang hết kiểu bánh kẹo này vào trong xe cho tôi đi. Mau lên nha. Có ai đó rảnh mang áo choàng qua bên này cho anh tôi. Anh ơi đi. Anh Trà Bì vẫn chưa chuẩn bị xong. Về đây. Dì chuẩn bị vẫn chưa xong hả? Con đây rồi. Mau đi thay đồ đi. Làm ơn nhanh đi thay đồ đi mà. Nhanh lên đi. Khắp nơi đang vui tươi, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của anh thật trang trọng. Nhưng lòng của anh u ám. Mọi người đều nói hãy quên em đi, nhưng anh không còn thiết sống nữa khi mà anh suy nghĩ tới em. Cậu làm nghề gì? Dạ thưa chú, gia đình con có công ty nhưng mà con dự định là sẽ khởi nghiệp riêng. Sao? Sao cậu lại muốn mở một công ty riêng trong khi cậu đã có cơ ngơi sẵn? Và theo tôi thấy thì đó không phải là một ý tưởng hay lắm. Nhưng mà... Bởi vì không phải cậu yêu cháu gái tôi, cậu yêu tiền thôi. Con xin lỗi nhưng mà con không quan tâm tới tiền của chú. Con chỉ tới đây vì con yêu cháu gái của chú, đơn giản vậy thôi. Sabi, Sabi à, nghe nè. Sabi, Sabi à, đừng đi mà, chúng ta sẽ thuyết phục chú ấy. Em chọn đi, chọn ông ấy hoặc là anh. Cái gì? Sabi à, em... Bỏ em đi sao được, chúng ta sinh ra là dành cho nhau, chúng ta sẽ cố gắng vượt qua. Chúng ta đã không thể ở bên nhau, nhưng biết đâu sau khi chết, điều đó sẽ thành hiện thực. Phải gọi đó là kết thúc hay anh nên gọi đó là sự khởi đầu cuộc sống mới? Nếu như hơi thở của anh đẩy anh ra xa cuộc sống của em, thì anh sẽ ngăn cho mình không được thở nữa. Anh sẽ làm mọi thứ vì hai chúng ta.
Ra bia nó sao vậy? Kêu lên anh ơi. Rồi nói vậy đi. Ra bia, sao nó lại rơi xuống hồ vậy? Em cũng biết anh ấy rơi xuống từ lúc nào rồi. Thở. Anh ơi, gọi cho bác sĩ liền đi con. Ra bia. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Em có ổn không? Để sống với em, anh cũng không thể tự quyết định được. Còn bây giờ tới cả chết, anh cũng không thể quyết định được. Cô dâu của chúng ta lộng lẫy quá. Chúc cho hai con về sau sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cô dâu xinh đẹp như vậy chú rể làm sao mà cầm lòng được đây. Lại đây con. Ba biết là con đang nghĩ gì, nhưng mà mọi chuyện không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta đâu con. Nếu thần linh đã an bài để con kết hôn với Xuân Kiệt, vậy thì con hãy có niềm tin mọi chuyện sẽ ổn. Ngồi đi. Nghi thức thắt nút của lễ kết hôn bắt đầu. Giờ cô dâu và chú rể hãy ngồi ngay ngắn lại và cả hai hãy làm theo lời của tôi. Cô dâu và chú rể hãy lặp lại khi tôi nói Roca. Dòng đó là của cậu Rassan của anh Xuân Kiệt nè. Mình không nhìn thấy ông ấy đâu hết. Điều này có nghĩa là giờ cô dâu và chú rể hãy đứng dậy chuẩn bị nghi lễ đội vòng hoa. Quang hôn nào. Hiếm kỳ thấy cô dâu háo hức như vậy. Hãy chứng nhận hôn sự của cô ấy và nhanh chóng kết thúc nghi lễ đi nào. Mình đang suy nghĩ gì vậy? Sao mình lại suy nghĩ như vậy được chứ? Đây là suy nghĩ mông lung hay là có gì khuất tất?
Mà nè Gobi. Dạ mẹ. Rabia đâu rồi? Mẹ thấy lo lắng cho nó quá đi. Nó có ổn không vậy? Mẹ đừng quá lo lắng làm gì. Asad và Nakuni gọi nó rồi, sẽ xuống ngay nha. Mẹ xem đi, tới rồi. Xem kìa, tới hết rồi. Tốt quá rồi, rất là tốt, tốt. Con anh đè con, cẩn thận đó. Giữ con làm gì, là chú rể con sẽ không chạy trốn cô dâu đâu ha. Con nhìn đi, đừng gây rắc rối nữa. Ba cô dâu đã rất tức giận, nếu để ông ấy nhìn thấy bộ dạng con như vậy thì... Mẹ ơi, cô ấy không có ba, ba Ni không còn ba mẹ nữa. Và người đó là chú cô ấy. Ba Ni? Nhưng bây giờ con đâu có kết hôn với ba Ni. Mẹ ơi, con sẽ kết hôn với ba Ni. Con yêu ba Ni, con rất yêu cô ấy. Giờ con thậm chí không thể nghĩ tới ai khác ngoài ba Ni cả. Xin mọi người đừng đùa giỡn với con chứ. Ok, okay. Chờ đó. Làm gì với nó đây? Không thể làm gì được đâu mẹ ơi. Anh ấy uống rượu sao đến mức không còn nhận ra mình đã sắp chết đuối. Giờ anh ấy đi tắm rồi mới tỉnh táo được chút, nhưng vẫn còn say lắm, đầu óc đang quay cuồng kìa. Thằng béo hoàn toàn mất trí rồi. Nó nghĩ là nó sắp kết hôn với ba Ni. Điều này nghĩa là Suku đã nói đúng. Sao? Là khi còn ở Luân Đôn, hai đứa ở với nhau, thằng bé thường say xỉn cả ngày. Có thể dưới tác dụng của rượu, nó đã coi Suku là ba Ni. Còn những lời hứa lúc đó thì sao? Hôm nay anh sẽ thực hiện cả 7 lời thề, chứ không chỉ một lời thề không đâu. Thề sẽ sống với nhau và thề sẽ chết cùng nhau. Anh sẽ hoàn thành tất cả những lời thề này. Và em cũng vậy Bunny à. Đừng rời xa anh. Thì tới đâu? Xin cô dâu chú rể hãy cho ghi vào lửa. Okay. Ê, cẩn thận chứ okay. Con đổ ghi rồi. Con đang ngồi gần lửa đó. Khứa ta sẽ bắt lửa. Xin phép thầy tế, lát nữa chúng tôi sẽ quay lại ngay. Nào đi rửa đi, nhanh lên. Nhanh lên nào. Alo. Không sao đâu con gái, nghi thức cũng sắp xong rồi mà. Ừ, ngày này không chỉ có cô dâu mà cả chú rể cũng lo lắng đúng không? Em trai mẹ đâu? Sẽ tính ngày thôi. Cậu ấy đi nghe một cuộc gọi khẩn, tại ở đây tiếng ồn nhiều quá, thầy tế. Mời thầy tiếp tục đi. Ừ, hãy rắc ghi đi. Chị ơi, chị hãy tới đây chụp một tấm hình với em đi. Chẳng mấy chốc em sẽ có được 1.000 like cho mà coi. Ơ kìa, sao con lại chỉ chụp ảnh với cô dâu, chụp với cả chú rể nữa. Con sẽ có được 5.000 lượt like luôn, chắc đó. Rabi đâu, sao tôi lại không thấy? Con rể tôi đâu? Đây. Con đã chờ tới khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi đó. Rabia, anh say hả? Đây là cơn say tình yêu. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Rabia, anh say rồi. Em chính là cơn say trong đôi mắt anh. Hơi thở ấm áp của em. Anh yêu em nhiều lắm. Thầy tế đâu? Thầy tế? Thầy tế à? Mọi người tới rồi nè. Ông đâu? Thầy tế à? Ở kìa. Hả? Thời gian đang trôi qua đó. Nào hãy nhanh lên đi nào. Anh rất yêu em. Nào. Kết hôn. Nào. Anh ta đã say rồi hả? Anh ta đứng không nổi luôn kìa. Nói năng thì lung tung hết. Thầy tế đâu? Bà
Chuyện ở London cũng như vậy đó. Anh ấy cũng nói y chang như vậy. Anh ấy từng yêu con và tất cả mọi thứ. Thằng bé nghĩ là Barney. Có lẽ ở London cũng như vậy. Có lẽ nó cũng đã nói năng y chang như vậy, nhưng do ảnh hưởng của rượu. Cầu xin các thần linh ban phước cho hai con được hạnh phúc. Mình cảm thấy có gì đó là lạ. Tự nhiên em trai của mẹ đi đâu rồi? Anh à, anh bị sao vậy? Sao lại ho giống cậu vậy? Con có ổn không? Lấy nước. Rashi lấy giúp tôi ly nước. Mau lấy ly nước đi. Nhanh lên một chút đi con. Sunkit, con có ổn không hả? Nào, uống nước đi, anh sẽ khỏe lại thôi. Uống chút nước thôi, đi mà. Uống chút nước đi. Uống nước sẽ đỡ hơn đó. Anh uống nước đi đã. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Sao Rasa lại ngồi ở chỗ của Sunkit vậy hả? Tôi biết ngay mà. Từ lâu tôi đã cảm thấy không ổn. Ba ơi, con đã có linh cảm không phải là Sunkit. Chuyện quái gì ở đây vậy? Sao lại ngồi chỗ của Sunkit? Anh định kết hôn với con gái tôi bằng cách lừa dối con bé sao? Lừa dối? Thế nào là lừa dối vậy? Tất cả mọi người đều biết chuyện. Là tôi mong muốn được kết hôn với Berkadi. Ông đang nói dối. Ba ơi, chỉ mới ít phút trước thôi, Sunkit đang ngồi đây. Anh ấy cố tình làm đổi gì đến áo để đi ra ngoài. Rồi sau đó hai người đó nói là đi thay quần áo cho kịp nghi lễ. Sau đó ông ta mặc lễ phục của Sunkit. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Con sẽ gọi cảnh sát làm cho rõ. Cô định đi đâu vậy hả? Nè, đừng có hòng mà động tay vào con gái tôi. Chúng ta đi con. Ba ơi. Đi mà gọi người tới nếu muốn. Nè. Nè, im. Tôi thậm chí đã giữ bằng chứng là hai người cũng đã biết rõ mọi chuyện. Và cô Burgundy, cô từng tán tỉnh tôi qua điện thoại mà. Đúng không? Ông ta nói dối bà. Vậy sao? Tôi đang nói dối sao? Vậy xem đi. Gì đây? Xem đi. Nhưng đọc đi. Đây là tin nhắn con đã gửi cho Sunkit. Tại sao? Tôi là người đó đây. Rasan và Fergadi đã đính hôn theo đúng các nghi lễ rồi. Bộ hai người không nhớ. Cái này. Ba ơi, đây. Quá tuyệt. Cô đã đính ước với tôi. Giờ không muốn kết hôn. Cô muốn là kẻ lừa đảo đúng không? Không. Ba ơi, quá ra là ngay từ đầu bọn họ đã cố tình gài bẫy hai cha con chúng ta rồi đó ba. Và người chủ mưu của trò kết hôn này chính là tôi đây. Hai người không thể chứng minh. Từ hôm nay cô là vợ của tôi. Và điều này là hợp pháp. Thầy tế đâu? Sao mấy còn chưa tới? Anh muốn được kết hôn với tình yêu của đời anh.
Thầy Tế đâu? Không sao đâu, ông ấy sẽ tới ngay thôi, sao phải vội chứ. Nó đi rồi, khoảnh khắc ba anh đã chờ đợi cả đời của mình. Thầy Tế sẽ không tới đâu. Em có biết anh chờ đợi được kết hôn với em bao lâu rồi không? Anh muốn kết hôn với em. Em là tình yêu cuộc sống của anh. Xin lỗi nha. Xin lỗi em. Tôi xin lỗi. Không sao đâu Ra Biên. Anh xin lỗi. Em sẽ đi thay đồ. Không, đừng đi. Không. Đi Suku, trong căn phòng đó có nhà vệ sinh rộng nhất đó. Đi thôi. Đừng. Làm ơn, Ra Biên, anh đợi lâu rồi. Hãy đợi thêm một chút nữa, em sẽ trở lại ngay. Thằng bé đang lầm tưởng nó kết hôn với bà Nhi. Chuyện gì xảy ra vậy ba? Làm sao ngăn được đây? Chính Ra Bia đã đồng ý hôn sự này. Đừng khóc nữa con gái. Ba sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu. Ba sẽ đông đơn kiện và tố cáo ông ta vào tù. Con mau đi gọi cảnh sát đi con gái à. Ba nói con hãy gọi cảnh sát đi. Phơi ra đi à. Buông ra. Phơi ra đi. Cấm đi con gái của tôi. Mau lên đi đi. Sao ông dám nắm tay con gái của tôi hả? Nè chú ơi. Buông ra. Cô định bỏ lại chú rể mà chạy đi đâu hả? Tôi không kết hôn với ông đâu. Cô không muốn kết hôn nhưng mà tôi thì muốn. Các người đừng có động vào con gái tôi. Tôi cảnh cáo các người, tôi sẽ không tha cho các người. Nè, không được làm con gái tôi đâu. Không được đụng tới con gái của tôi. Hôm nay cô phải kết hôn với tôi, nghe chưa? Tôi cho cô đi chuẩn bị. Đi. Thưa quý ông quý bà, tôi sắp sửa kết hôn với người con gái mà tôi yêu, và một người cũng yêu tôi rất nhiều. Và mọi người sẽ được nhìn thấy tình yêu chân thành vượt qua mọi khó khăn thử thách bằng trái tim. Con yêu thương vợ của con nhiều lắm em bà. Em dừng lại đi Ra Bia. Em đang bị làm sao vậy hả? Anh nói đúng. Em yêu cổ. Em sẽ kết hôn với bà Ni trong ngày hôm nay. Anh à. Anh ta vừa nói là bà Ni. Đó là tên người vợ quá cố của anh ta mà. Sao vẫn còn gọi tên cô ấy chứ? Anh ấy không biết là mình sắp kết hôn với một cô gái khác hay sao? Cô ấy đâu rồi? Con không chờ nữa. Ba. Cẩn thận một chút. Nào, đi vào trong này. Mau. Bà không thể bắt tôi kết hôn được. Tôi sẽ kiện tất cả các người. Im lặng và thay đồ đi. Mau. Mở cửa ra cho tôi. Mau mở cửa ra đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao những người này lại làm điều này với mình? Mình phải làm gì đây? Thank you.
Mau đi thay đồ đi, nếu không chúng tôi sẽ đưa cô tới đám cưới theo cách một cô xứng đáng đó. Đây là những tấm hình giống hình đăng trên phương tiện truyền thông, nhưng có một người khác trong đây, không thấy ra bia đâu. Điều này có nghĩa là Sukarnia đã chỉnh sửa hình ảnh. Chúa ơi, đây là những gì xảy ra giữa họ sao? Điều này có nghĩa là Sukarnia đang nói dối tất cả mọi người về chuyện đó. Mình hiểu hết rồi. Sukarnia không yêu Rabi mà là căm ghét anh ấy. Giờ kết hôn với anh ấy chỉ để trả thù. Điều này có nghĩa là nếu đám cưới suôn sẻ, vậy thì cô ấy sẽ giết chết Rabi để trả thù. Mình phải ngăn đám cưới này lại. Mình phải nói mọi chuyện cho sếp Rabi biết mới được. Cô ta đang nói chuyện với ai đó? Cô ta đang nói chuyện với ai chứ? Rasan, Rasan. Chuyện gì? Cô ta đang nói chuyện với ai đó, chị đã nghe thấy rất rõ ràng. Chị lo liệu tiếp đi, để em. Được rồi. Mở ra đi. Mở cửa ra mau. Mình phải đưa những bằng chứng này cho sếp. Nhưng làm sao mình ra ngoài được đây? Đi đâu hả? Chạy đi đâu hả? Bỏ tôi ra đi. Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Nào? Ông và Sukarnia là một đội với nhau. Hai người đang âm mưu gây rắc rối cho sếp Rabi. Ông thả tôi ra đi. Cô chỉ mới biết một nửa thôi. Tôi sẽ kể cô nghe sự thật. Không, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Để tôi đi. Tôi đang thu thập lại những bằng chứng này để chứng minh là Sukarnia là có tội. Tôi hiểu không tin. Khoảnh khắc mà các người biết tôi bắt đầu nghi ngờ Sukarnia là người nói dối, ông đã cố tình bày lên kế hoạch một cách hoàn hảo để kết hôn với tôi. Ông nghĩ tôi sẽ không lên tiếng một khi đã kết hôn với ông? Nhưng không đâu, tôi sẽ đi và nói hết sự thật với mọi người. Mau bỏ tôi ra. Cô định đi đâu hả? Hả? Cô tính đi đâu?